Hey, trước mắt các bạn là một Fickle, có thể nói là nó một dạng Fickle resin. Mình nói là resin thôi nhé, không biết nó phải là resin hay không, nhưng mà nó một dạng Fickle làm rất là đẹp, chi tiết cực kỳ hoàn hảo. Và đó là gì? Đó là Gears of War 4, Fickle Collector Gears of War 4, một game độc quyền executive của hãng Microsoft phát hành cho Xbox và PC, được làm bởi studio Epic Games. Và đây là nhân vật chính của chúng ta trong phần Gears of War 4, là con của con trai của Marcus. Đây là Gears of War 4 nha bạn, cái Gears of War 4 rồi. Chúng ta sẽ có nhiều phần trước nữa là dành cho các hệ phái. Trước đó là có Xbox, chúng ta có Gears of War 1, 2, 3, và cái này là dành cho Xbox One. Gears of War 4. Và đây cũng là một trong cái Fickle Collector game mà mình có mà mình thấy nó là đẹp nhất. Đẹp hơn cả cái con Witcher 3. Mặc dù nói về độ độc quyền hay là độ hot á thì Witcher 3 nó sẽ hơn con này. Nhưng mà về cái độ làm á, con này rất là tỉ mỉ. Tỉ mỉ như thế nào thì chúng ta sẽ xem cái video.